Bạn có thể vấp ngã, có thể thất bại, có thể nản lòng, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời này ngắn lắm, cứ dám nghĩ to, ước lớn, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. Mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi. Một gia đình hạnh phúc hay không phụ thuộc vào việc ngôi nhà họ ở to tới cỡ nào, mà là tình yêu ở trong đó ra sao. Một người bạn thực sự luôn chấp nhận việc bạn là ai, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn trở thành một người tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ không theo kế hoạch. Nếu bạn vấp ngã, cứ đứng lên. Nếu bạn sẩy chân, giữ thăng bằng lại, đừng bỏ cuộc. Ngừng chờ đợi ngày cuối tuần, chờ kỳ nghỉ hè, chờ ai đó phải lòng bạn. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạn thôi đứng yên tại chỗ và bắt tay biến mọi khoảnh khắc bạn mong muốn thành sự thực. Không ai bận rộn đến mức không làm được việc này, việc kia, đây chỉ là vấn đề mang tính ưu tiên. Tự hỏi xem hôm nay mình đã làm được gì là cách khiến bạn trở nên gần hơn với mục tiêu bạn mong muốn vào ngày mai. Đôi khi, cuộc sống là dám liều lĩnh theo đuổi những giấc mơ không ai thấy, ngoại trừ chính bạn. Có đôi khi, bạn cần giữ khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra. Nếu họ không, bạn phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Thời điểm quyết định xem bạn sẽ gặp ai trong cuộc đời, trái tim quyết định ai là người bạn muốn giữ lại và hành động của bạn quyết định xem ai sẽ là người lưu lại mãi mãi. Trưởng thành là một quá trình đau đớn, thay đổi cũng vậy, nhưng không gì đau đớn hơn việc mắc kẹt ở một nơi bạn không thuộc về. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được công nhận, xứng đáng được yêu thương, chỉ cần nhớ điều đó thôi. Trước 25 tuổi, bạn nên nhìn thấu những bài học này nhé. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly, nhưng điều đau đớn nhất chính là không kịp nói lời tạm biệt. Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng, thì chúng ta nên tìm một ai đó đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mệt, dựa đầu vào người kia mà khóc. Ai cũng từng nhiều lần yếu đuối, nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn, để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Giữa thành công và thất bại luôn có con sông gian khổ. Trên con sông đó có cây cầu mang tên là sự cố gắng. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nếu dám suy nghĩ, bạn chỉ có khi đã trưởng thành. Với bạn bè, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Không cần chạy theo đám đông, quan trọng là sống với cá tính của mình. Biết mình là ai và ý thức được giá trị bản thân. Đừng tự tin vào việc mình còn trẻ mà lơ là sức khỏe. Chia tay chưa bao giờ là chuyện không thể vượt qua. Người tốt hay xấu, chỉ qua vài lần tiếp xúc là có thể phân biệt. Trước khi làm hài lòng người khác, mình phải vui cái đã. Tiền có thể kiếm lúc nào cũng được, nhưng thời gian để ở cạnh gia đình thì không. Nếu thấy ta giống nhau, đều phải trải qua những ngày tháng cô đơn. Mỗi người là một cá thể độc lập, đau khổ, khó chịu gì đó, đều phải tự trải qua. Đá không rơi vào chân người khác nên họ sẽ không hiểu nó đau thế nào. Bạn uống nước, thấy nóng hay lạnh thì chỉ mình bạn biết. Tất cả những gì bạn trải qua, chỉ chính bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Cô đơn là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua. Nhưng có đi qua những ngày tháng giang dở, bạn mới có thể sống tốt hơn. Chỉ cần bạn đừng phụ cuộc sống này, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn khóc, bạn chỉ khóc trong cô đơn. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ, nói chi là bạn bè. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. Cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều sẽ làm ta mệt mỏi. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Nếu tám thói quen của những người luôn luôn hạnh phúc, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Luôn luôn thân thiện và trân trọng những người xung quanh. Trong mọi tình huống, đều suy nghĩ tích cực nhất có thể. Không bao giờ quên nở nụ cười. Sống cho hiện tại. Có thể tìm thấy cảm hứng từ tất cả mọi thứ. Biết cách chăm sóc thật tốt cho bản thân. Chấp nhận sự thật rằng trên đời này không có gì hoàn hảo. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến, cùng những bài học kinh nghiệm xương máu này nhé. Không lãng phí thời gian vào những cuộc tán gẫu. Bạn không cần phải thắng trong tất cả các cuộc tranh luận, hãy chấp nhận luôn có những người phản đối. Đừng so sánh cuộc đời của bạn với những người khác, bạn không hề biết chính xác những gì họ đã và đang trải qua đâu. Điều người khác nghĩ không liên quan đến bạn. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Hãy dành thời gian với những người trên 70 và dưới 6 tuổi. Hãy ước mơ nhiều hơn khi bạn tỉnh giấc. Để bản thân được nghỉ ngơi, suy nghĩ và bình tâm bằng cách ngồi tĩnh lặng trong 10 phút mỗi ngày. Mỗi ngày, hãy cố gắng khiến ít nhất 3 người cười. Cuộc sống quá ngắn để lãng phí thời gian vào việc ghét bất kỳ ai. Hãy loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Không một ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, ngoại trừ bạn. Giữ liên lạc với bạn bè, công việc không thể giúp bạn khỏe lại khi bạn ốm, nhưng bạn bè thì có thể. Hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hãy cười nhiều hơn. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Hãy tập trung vào những bài học rút ra được từ quá khứ. Đừng gợi lại cho bất kỳ ai những sai lầm của họ. Cho dù hoàn cảnh tốt hay tồi tệ như thế nào, nó cũng sẽ thay đổi. Hãy gọi cho gia đình thường xuyên. Bất kể bạn đang cảm thấy như thế nào, hãy thức dậy, mặc quần áo và thể hiện mình đi. Hãy để quá khứ trôi qua một cách yên bình, đừng để chúng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn. Sống với nguyên tắc 3E, Energy, hết mình, Enthusiasm, nhiệt huyết và Empathy, đồng cảm. Ăn nhiều thức ăn thực vật và hạn chế ăn các thực phẩm đã qua chế biến. Sống trọn từng khoảnh khắc và hãy thử những điều mới lạ. Hãy yêu bản thân bởi vì bạn là duy nhất và bạn tuyệt vời theo cách của riêng bạn. Mỗi ngày, hãy dành tặng điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Hãy chơi nhiều trò chơi hơn. Hãy hiểu rằng cuộc đời là một trường học và bạn được sinh ra để trở thành một học sinh trong môi trường đó. Rắc rối đơn giản chỉ là một phần trong chương trình giảng dạy và rồi nó cũng qua đi, như một lớp học đại số vậy. Tuy nhiên, những bài học bạn nhận được lại có ý nghĩa suốt cuộc đời. Đừng để những suy nghĩ hay những điều tiêu cực xuất hiện khi bạn không thể kiểm soát. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lượng của bản thân cho những giây phút hiện tại. Hãy vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết, không tốt đẹp và không khiến bạn thấy vui sướng. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người vì mọi lỗi lầm. Đừng quá sức, hãy giữ vững giới hạn của bạn. Những điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện. Hãy ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Ghen tị chỉ lãng phí thời gian. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần hoặc chắc chắn sẽ nhận được điều bạn thực sự muốn. Con người bên trong bạn gần như lúc nào cũng hạnh phúc, nên hãy hạnh phúc vì điều đó. Hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, bạn vẫn còn sống. Hãy dành thời gian chạy, đi bộ 10 đến 30 phút mỗi ngày. Nếu thấy điều người trẻ nên nhớ để có một tương lai thành công. Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng trong tim bạn biết rõ nơi mình đến. Hãy mơ và làm những gì bạn muốn, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội. Cuộc sống cũng như một trận đấu quyền anh, thất bại không phải là khi bạn gục ngã, mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa. Người ta bảo bạn đang đi sai đường, nhưng thật ra đó là con đường riêng của bạn. Người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Muốn có được thứ chưa từng có, phải làm những việc chưa từng làm. Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát, mà chính là mỗi sáng tỉnh giấc, không biết mình muốn gì, khao khát gì. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Nếu thấy người chịu được cô đơn mới là người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình. Muốn có người yêu, nhưng nếu chưa tìm được người thích hợp thì ở một mình cũng hợp. Đi ăn một mình, gọi món yêu thích, tự nhiên thoải mái và thưởng thức. Không vì bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, sinh con mà lo lắng. Có thể xách ba lô lên đi du lịch một mình, tới nơi mong muốn từ lâu. Chủ động làm việc, chủ động cố gắng mà không cần bất cứ lý do nào, đơn giản vì đó là điều bản thân yêu thích. Hiểu rằng cô đơn không đáng sợ là cô độc giữa một đám đông ồn ào. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim với nhé. Bạn sẽ đi qua tháng ngày đau khổ, hiểu được rồi, nhất định sẽ vươn lên. Cuộc sống nào có hai chữ dễ dàng, vất vả, nhọc lắm, mệt lắm, nhưng bạn không có con đường quay lại tuổi thơ nữa rồi. Nếu không có ai bảo vệ, vậy chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, đến mức không có điểm yếu. Đừng cố gắng thông cảm với bản thân, lúc nào bạn cũng nghĩ ra được lý do biện hộ cho sự lười của mình. Đứng thứ hai có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc lớn nhất, chẳng một ai nhớ đến kẻ đứng thứ hai. Người ưu tú vẫn đang cố gắng, đừng nghĩ những người giỏi thì họ nhàn hạ. Trong cuộc sống của người trưởng thành, nào có hai chữ dễ dàng, đấy là cái giá của sự lớn lên. Mẹ nói mệt rồi thì về nhà đi, ba nói ăn gì tốt một chút, đừng ăn khổ, biết nghỉ ngơi đúng lúc để luôn duy trì năng lượng tối ưu. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với những ai kiên nhẫn và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Đắc Nhân Tâm và những bài học, trích dẫn hay, các bạn nên xem nhé! Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phàn nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy. Bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười. Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự. Hãy đọc và ghi nhớ 10 câu nói dưới đây sẽ tạo động lực cho các bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống đấy. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí, và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ là khi bạn cứ mãi ù lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay, thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Người chịu được cô đơn mới là người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình. Muốn có người yêu, nhưng nếu chưa tìm được người thích hợp thì ở một mình cũng hợp. Đi ăn một mình, gọi món yêu thích, tự nhiên thoải mái và thưởng thức. Không vì bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, sinh con mà lo lắng. Có thể xách ba lô lên đi du lịch một mình, tới nơi mong muốn từ lâu. Chủ động làm việc, chủ động cố gắng mà không cần bất cứ lý do nào, đơn giản vì đó là điều bản thân yêu thích. Hiểu rằng cô đơn không đáng sợ là cô độc giữa một đám đông ồn ào. Những câu nói hay về cuộc sống truyền cảm hứng và tạo động lực. Những châm ngôn sống, cách ứng xử hay và ý nghĩa nhất, bạn hãy dành một ít thời gian để xem và cảm nhận nhé. Hãy đối xử tốt với mọi người, như thể không có ngày mai, lỡ đâu ngày kia, trở về với cát bụi, sẽ luyến tiếc vô cùng. Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Tiền không quan trọng bằng tình nghĩa, nhưng đôi lúc bạn sẽ nhận ra rằng không có tiền, tình nghĩa sẽ phôi phai. Người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít, vì vậy hãy nhớ, tiền rách thì vẫn còn giá trị, nhân cách rách rồi thì chỉ có bỏ đi. Khi người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại, nếu không đúng thì chẳng cần phải phá bỏ hình tượng bản thân mình. Đừng cố làm người thành công, mà hãy gắng trở thành người có giá trị. Làm người, phải học cách bước qua lời dối trá, chịu được lời xuyên tạc, nhịn được sự lừa gạt, quên đi lời người khác hứa. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên, thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Đừng bao giờ dùng ánh mắt và sự hiểu biết của mình đi bình luận chuyện đúng sai của người khác. Con người cũng giống như đồng tiền vậy, có tờ giả, tờ thật, có tờ rách, tờ lành, tiền thật giả, máy còn soi được, lòng người thật giả, lấy gì soi. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, ai là người sẽ sát muối vào nó. Hãy ghi nhớ, hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị là nhờ đạo đức. Cách mà mọi người nhìn nhận bạn không quan trọng bằng cách bạn nhìn nhận chính mình. Tiền là thứ rất sắc, có thể cắt đứt những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn. Những đặc điểm của một người được giáo dục tốt, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đúng giờ, không những đúng giờ mà thậm chí là lúc nào cũng đến sớm hơn. Làm cái gì cũng có chuẩn bị, có kế hoạch, đi trước cả tiếng đồng hồ vì sợ tắc đường, sợ ngã xe, sợ sự cố này nọ kia. Dậy sớm, chẳng phải đi học, đi làm cũng dậy sớm. Lúc nhỏ bị bố mẹ đánh nhiều, nên lớn làm gì cũng nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Không thích ồn ào, không thích quẩy, không thích những âm thanh lớn hay bị giật mình. Có thể hướng nội, có thể hướng ngoại, nhưng nhìn chung, giao tiếp lâu với người lạ, cộng với không hợp gu là bị mệt. Sẽ có ít nhất một lần bị đàm tiếu là giả tạo. Cư xử rất đúng mực, trưởng thành nên được nhiều người thích, tuy nhiên hết sức cẩn trọng trong chuyện tình cảm, nên không bao giờ lấy điều đó làm tự hào hay đem đi khoe khoang. Có nhiều ấm ức, nhưng hãy âm thầm chịu đựng, chứ không bô bô ra. Làm việc, có trách nhiệm, không phải việc của mình cũng có ý thức bao quát và giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ chung, tuyệt đối không có kiểu chỉ tay 5 ngón. Có thể đã từng hướng ngoại, thích giao lưu kết bạn, nhưng sau đó thấy nhân sinh quan của người ta quá khác những gì mình được dạy bảo, tự mình trở thành đứa khó tính. Chỉ tranh luận vì công việc chung, chứ chưa bao giờ có nhu cầu thể hiện là mình đúng. Ăn uống, rất nhìn trước nhìn sau, không nhồm nhoàm, không ăn miếng cuối, ăn xong hay tranh rửa bát dù trong lòng không muốn lắm đâu. Có thói quen mời trước khi ăn, vì lịch sự và vì không quen ăn một mình trước mặt người khác. Đi ăn chung hay là người lật thịt, thả rau, gắp đồ cho mọi người. Nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Giúp đỡ người khác vì bản thân muốn thế và bố mẹ dạy mình thế, chứ chưa từng có suy nghĩ rằng tao giúp mày hôm nay, sau này mày buộc phải giúp lại tao. Nhìn thấy người ta phát triển thì mừng cho họ, không thấy người sang bắt quàng làm họ, không ghen tị. Biểu cảm, vạn cái như một, hay cười, ít khi thấy tức giận hay quạo, tuyệt đối không bao giờ bĩu môi, lườm nguýt, trừ khi đùa nhau. Có vấn đề về lòng tin, không tin bất kỳ ai nên drama thì cũng sẽ tham gia nhưng không nhiệt tình lắm. Thà mất tiền chứ không muốn cãi cự đôi co nhiều, có rất nhiều chuyện xùy xùy cho qua nhanh nhanh rồi về nhà ngủ. Đã từng gặp thất bại rất nhiều lần, nhưng tính cách vốn không thích kể lể nên hầu như chẳng ai biết. Không nói quá nhiều về kinh nghiệm của mình, luôn tự nhủ mình chẳng là ai cả. Làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng, vì từ bé đã bị rèn như thế. Dù đầy đủ hay thiếu thốn, vẫn mang một nỗi sợ cố hữu, đó là sợ bị vay tiền. Tuy nhiên, ai hỏi mượn thì vẫn giúp người ta nếu có. Nói năng uốn lưỡi 7 lần, viết status xóa đi xóa lại, dần dần mới ngộ ra, không nói, không bao giờ sinh chuyện, mà nói, ắt gặp chuyện, trăm họa từ cái miệng mà ra. Khi được hỏi ý kiến, thường đi theo ý kiến số đông, dù có thể lòng thực sự nghĩ khác. Khi buồn, hay nghĩ vẩn vơ rằng, nếu một ngày mình không còn nữa, thì những người đối xử tệ với mình sẽ như thế nào, sau ngộ ra, sẽ chẳng có chuyện gì cả, nên thôi tiếp tục cố gắng. Không thấy nói xấu người yêu cũ, dù rằng có thể là khi cà khịa, sẽ viết story chỉnh cho một mình nó xem thôi. Những câu nói hay, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển bản thân, các bạn nên xem nhé! Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích. Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười. Thời gian một đi là không trở lại, không ai có thể tắm 2 lần trên dòng sông cuộc đời. Không có áp lực thì không có động lực. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây, chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ. Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn một cái. Làm việc là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào bạn cũng không được phép trở thành nô lệ cho công việc. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Đã là ước mơ thì sẽ không có thực và ảo, cũng như Lỗ Tấn từng nói, trên đời này vốn làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi thì thành đường thôi. Ngày hôm nay, nếu bạn lãng phí, đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao. Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, chúng ta cũng vậy. Mẹ mình dạy rằng, chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Cuộc sống sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không hiểu thấu 15 lời khuyên này. Ai cũng sẽ già đi, dù bạn không muốn điều đó, hãy chấp nhận sự thay đổi của bản thân, nhưng phải nhớ, luôn là chính mình. Học cách suy nghĩ tích cực và luôn hướng về những điều tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Nhất định phải có sở thích riêng và hết mình tận hưởng chúng. Đừng lo lắng mình sẽ già đi, hãy sợ hãi về một ngày mình trở nên nhàm chán. Không bao giờ ngừng tìm kiếm những nguồn cảm hứng ở xung quanh. Cuộc sống luôn bao gồm những điều đơn giản, nhưng lại là việc khó khăn. Hãy đọc sách, học hỏi và dịch chuyển không ngừng. Bỏ thói quen phức tạp hóa mọi chuyện ngay từ bây giờ đi. không một ai được phép bỏ mặc gia đình mình. Yêu thật tha thiết và chân thành. Nhớ chụp thật nhiều ảnh, một vài người có thể sẽ bỏ đi, nhưng hình ảnh của họ sẽ còn lại mãi. Đừng kết bạn với nhầm người. Ngừng lãng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi. Không được đối xử tệ hại với bản thân, dù là trong suy nghĩ. Cuộc đời không phải buổi tổng duyệt, nó là một buổi công chiếu. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Mọi người đều bận rộn, không có mấy người rảnh rỗi quan tâm tới những việc bạn làm. Chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn. Đừng phí hoài trí lực, chú ý tới thái độ của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Bạn có thể vấp ngã, có thể thất bại, có thể nản lòng, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời này ngắn lắm, cứ dám nghĩ to, ước lớn, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. Mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi. Một gia đình hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc ngôi nhà họ ở to tới cỡ nào, mà là tình yêu ở trong đó ra sao. Một người bạn thực sự luôn chấp nhận việc bạn là ai, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn trở thành một người tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ không theo kế hoạch. Nếu bạn vấp ngã, cứ đứng lên. Nếu bạn sẩy chân, giữ thăng bằng lại, đừng bỏ cuộc. Ngừng chờ đợi ngày cuối tuần, chờ kỳ nghỉ hè, chờ ai đó phải lòng bạn. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bạn thôi đứng yên tại chỗ và bắt tay biến mọi khoảnh khắc bạn mong muốn thành sự thực. Không ai bận rộn đến mức không làm được việc này, việc kia, đây chỉ là vấn đề mang tính ưu tiên. Tự hỏi xem hôm nay mình đã làm được gì là cách khiến bạn trở nên gần hơn với mục tiêu bạn mong muốn vào ngày mai. Đôi khi, cuộc sống là dám liều lĩnh theo đuổi những giấc mơ không ai thấy, ngoại trừ chính bạn. Có đôi khi, bạn cần giữ khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra. Nếu họ không, bạn phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Thời điểm quyết định xem bạn sẽ gặp ai trong cuộc đời, trái tim quyết định ai là người bạn muốn giữ lại và hành động của bạn quyết định xem ai sẽ là người lưu lại mãi mãi. Trưởng thành là một quá trình đau đớn, thay đổi cũng vậy, nhưng không gì đau đớn hơn việc mắc kẹt ở một nơi bạn không thuộc về. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được công nhận, xứng đáng được yêu thương, chỉ cần nhớ điều đó thôi. Trước 25 tuổi, bạn nên nhìn thấu những bài học này nhé. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly, nhưng điều đau đớn nhất chính là không kịp nói lời tạm biệt. Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng, thì chúng ta nên tìm một ai đó đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mệt, dựa đầu vào người kia mà khóc. Ai cũng từng nhiều lần yếu đuối, nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn, để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Giữa thành công và thất bại luôn có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu mang tên là sự cố gắng. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nếu dám suy nghĩ, bạn chỉ có khi đã trưởng thành. Với bạn bè, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Không cần chạy theo đám đông, quan trọng là sống với cá tính của mình. Biết mình là ai và ý thức được giá trị bản thân. Đừng tự tin vào việc mình còn trẻ mà lơ là sức khỏe. Chia tay chưa bao giờ là chuyện không thể vượt qua. Người tốt hay xấu chỉ qua vài lần tiếp xúc là có thể phân biệt. Trước khi làm hài lòng người khác, mình phải vui cái đã. Tiền có thể kiếm lúc nào cũng được, nhưng thời gian để ở cạnh gia đình thì không. Nếu thấy ta giống nhau, đều phải trải qua những ngày tháng cô đơn. Mỗi người là một cá thể độc lập, đau khổ, khó chịu gì đó đều phải tự trải qua. Đá không rơi vào chân người khác nên họ sẽ không hiểu nó đau thế nào. Bạn uống nước, thấy nóng hay lạnh thì chỉ mình bạn biết. Tất cả những gì bạn trải qua chỉ chính bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Cô đơn là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua. Nhưng có đi qua những ngày tháng giang dở, bạn mới có thể sống tốt hơn. Chỉ cần bạn đừng phụ cuộc sống này, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn khóc, bạn chỉ khóc trong cô đơn. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ, nói chi là bạn bè. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. Cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều sẽ làm ta mệt mỏi. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Nếu tám thói quen của những người luôn luôn hạnh phúc, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Luôn luôn thân thiện và trân trọng những người xung quanh. Trong mọi tình huống, đều suy nghĩ tích cực nhất có thể. Không bao giờ quên nở nụ cười. Sống cho hiện tại. Có thể tìm thấy cảm hứng từ tất cả mọi thứ. Biết cách chăm sóc thật tốt cho bản thân. Chấp nhận sự thật rằng trên đời này không có gì hoàn hảo. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến, cùng những bài học kinh nghiệm xương máu này nhé. Không lãng phí thời gian vào những cuộc tán gẫu. Bạn không cần phải thắng trong tất cả các cuộc tranh luận, hãy chấp nhận luôn có những người phản đối. Đừng so sánh cuộc đời của bạn với những người khác, bạn không hề biết chính xác những gì họ đã và đang trải qua đâu. Điều người khác nghĩ không liên quan đến bạn. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Hãy dành thời gian với những người trên 70 và dưới 6 tuổi. Hãy ước mơ nhiều hơn khi bạn tỉnh giấc. Để bản thân được nghỉ ngơi, suy nghĩ và bình tâm bằng cách ngồi tĩnh lặng trong 10 phút mỗi ngày. Mỗi ngày, hãy cố gắng khiến ít nhất 3 người cười. Cuộc sống quá ngắn để lãng phí thời gian vào việc ghét bất kỳ ai. Hãy loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Không một ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, ngoại trừ bạn. Giữ liên lạc với bạn bè. Công việc không thể giúp bạn khỏe lại khi bạn ốm, nhưng bạn bè thì có thể. Hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hãy cười nhiều hơn. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Hãy tập trung vào những bài học rút ra được từ quá khứ. Đừng gợi lại cho bất kỳ ai những sai lầm của họ. Cho dù hoàn cảnh tốt hay tồi tệ như thế nào, nó cũng sẽ thay đổi. Hãy gọi cho gia đình thường xuyên. Bất kể bạn đang cảm thấy như thế nào, hãy thức dậy, mặc quần áo và thể hiện mình đi. Hãy để quá khứ trôi qua một cách yên bình, đừng để chúng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn. Sống với nguyên tắc 3E, Energy, hết mình, Enthusiasm, nhiệt huyết và Empathy, đồng cảm. Ăn nhiều thức ăn thực vật và hạn chế ăn các thực phẩm đã qua chế biến. Sống trọn từng khoảnh khắc và hãy thử những điều mới lạ. Hãy yêu bản thân, bởi vì bạn là duy nhất và bạn tuyệt vời theo cách của riêng bạn. Mỗi ngày, hãy dành tặng điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Hãy chơi nhiều trò chơi hơn. Hãy hiểu rằng cuộc đời là một trường học và bạn được sinh ra để trở thành một học sinh trong môi trường đó. Rắc rối đơn giản chỉ là một phần trong chương trình giảng dạy và rồi nó cũng qua đi, như một lớp học đại số vậy. Tuy nhiên, những bài học bạn nhận được lại có ý nghĩa suốt cuộc đời. Đừng để những suy nghĩ hay những điều tiêu cực xuất hiện khi bạn không thể kiểm soát. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lượng của bản thân cho những giây phút hiện tại. Hãy vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết, không tốt đẹp và không khiến bạn thấy vui sướng. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người vì mọi lỗi lầm. Đừng quá sức, hãy giữ vững giới hạn của bạn. Những điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện. Hãy ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Ghen tị chỉ lãng phí thời gian. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần hoặc chắc chắn sẽ nhận được điều bạn thực sự muốn. Con người bên trong bạn gần như lúc nào cũng hạnh phúc, nên hãy hạnh phúc vì điều đó. Hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, bạn vẫn còn sống. Hãy dành thời gian chạy, đi bộ 10 đến 30 phút mỗi ngày. Nếu thấy điều người trẻ nên nhớ để có một tương lai thành công. Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng trong tim bạn biết rõ nơi mình đến. Hãy mơ và làm những gì bạn muốn, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội. Cuộc sống cũng như một trận đấu quyền anh, thất bại không phải là khi bạn gục ngã, mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa. Người ta bảo bạn đang đi sai đường, nhưng thật ra đó là con đường riêng của bạn. Người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Muốn có được thứ chưa từng có, phải làm những việc chưa từng làm. Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát, mà chính là mỗi sáng tỉnh giấc, không biết mình muốn gì, khao khát gì. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Nếu thấy người chịu được cô đơn mới là người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình. Muốn có người yêu, nhưng nếu chưa tìm được người thích hợp, thì ở một mình cũng hợp. Đi ăn một mình, gọi món yêu thích, tự nhiên thoải mái và thưởng thức. không vì bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, sinh con mà lo lắng. Có thể xách ba lô lên đi du lịch một mình, tới nơi mong muốn từ lâu. Chủ động làm việc, chủ động cố gắng mà không cần bất cứ lý do nào, đơn giản vì đó là điều bản thân yêu thích. Hiểu rằng cô đơn không đáng sợ là cô độc giữa một đám đông ồn ào. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim với nhé! Bạn sẽ đi qua tháng ngày đau khổ, hiểu được rồi, nhất định sẽ vươn lên. Cuộc sống, nào có hai chữ dễ dàng, vất vả, nhọc lắm, mệt lắm, nhưng bạn không có con đường quay lại tuổi thơ nữa rồi. Nếu không có ai bảo vệ, vậy chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, đến mức không có điểm yếu. Đừng cố gắng thông cảm với bản thân, lúc nào bạn cũng nghĩ ra được lý do biện hộ cho sự lười của mình. Đứng thứ hai có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc lớn nhất, chẳng một ai nhớ đến kẻ đứng thứ hai. Người ưu tú vẫn đang cố gắng, đừng nghĩ những người giỏi thì họ nhàn hạ. Trong cuộc sống của người trưởng thành, nào có hai chữ dễ dàng, đấy là cái giá của sự lớn lên. Mẹ nói mệt rồi thì về nhà đi, ba nói ăn gì tốt một chút, đừng ăn khổ, biết nghỉ ngơi đúng lúc để luôn duy trì năng lượng tối ưu. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với những ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Đắc Nhân Tâm và những bài học, trích dẫn hay, các bạn nên xem nhé! Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phàn nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy. Bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười. Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án, đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự. Hãy đọc và ghi nhớ 10 câu nói dưới đây sẽ tạo động lực cho các bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống đấy. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí, và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ù lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay, thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Người chịu được cô đơn mới là người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình. Muốn có người yêu, nhưng nếu chưa tìm được người thích hợp thì ở một mình cũng hợp. Đi ăn một mình, gọi món yêu thích, tự nhiên thoải mái và thưởng thức. Không vì bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, sinh con mà lo lắng. Có thể xách ba lô lên đi du lịch một mình, tới nơi mong muốn từ lâu. Chủ động làm việc, chủ động cố gắng mà không cần bất cứ lý do nào, đơn giản vì đó là điều bản thân yêu thích. Hiểu rằng cô đơn không đáng sợ là cô độc giữa một đám đông ồn ào. Nếu câu nói hay về cuộc sống, truyền cảm hứng và tạo động lực cho bạn, quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Những châm ngôn sống, cách ứng xử hay và ý nghĩa nhất, bạn hãy dành một ít thời gian để xem và cảm nhận nhé. Hãy đối xử tốt với mọi người, như thể không có ngày mai, lỡ đâu ngày kia, trở về với cát bụi, sẽ luyến tiếc vô cùng. Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Tiền không quan trọng bằng tình nghĩa, nhưng đôi lúc bạn sẽ nhận ra rằng không có tiền, tình nghĩa sẽ phôi phai. Người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít, vì vậy hãy nhớ, tiền rách thì vẫn còn giá trị, nhân cách rách rồi thì chỉ có bỏ đi. Khi người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại, nếu không đúng thì chẳng cần phải phá bỏ hình tượng bản thân mình. Đừng cố làm người thành công, mà hãy gắng trở thành người có giá trị. Làm người, phải học cách bước qua lời dối trá, chịu được lời xuyên tạc, nhịn được sự lừa gạt, quên đi lời người khác hứa. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên, thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Đừng bao giờ dùng ánh mắt và sự hiểu biết của mình đi bình luận chuyện đúng sai của người khác. Con người cũng giống như đồng tiền vậy, có tờ giả, tờ thật, có tờ rách, tờ lành, tiền thật giả, máy còn soi được, lòng người thật giả, lấy gì soi. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, ai là người sẽ sát muối vào nó. Hãy ghi nhớ, hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị là nhờ đạo đức. Cách mà mọi người nhìn nhận bạn không quan trọng bằng cách bạn nhìn nhận chính mình. Tiền là thứ rất sắc, có thể cắt đứt những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn. Những đặc điểm của một người được giáo dục tốt, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đúng giờ, không những đúng giờ mà thậm chí là lúc nào cũng đến sớm hơn. Làm cái gì cũng có chuẩn bị, có kế hoạch, đi trước cả tiếng đồng hồ vì sợ tắc đường, sợ ngã xe, sợ sự cố này nọ kia. Dậy sớm, chẳng phải đi học, đi làm cũng dậy sớm. Lúc nhỏ bị bố mẹ đánh nhiều, nên lớn làm gì cũng nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Không thích ồn ào, không thích quẩy, không thích những âm thanh lớn hay bị giật mình. Có thể hướng nội, có thể hướng ngoại, nhưng nhìn chung, giao tiếp lâu với người lạ, cộng với không hợp gu là bị mệt. Sẽ có ít nhất một lần bị đàm tiếu là giả tạo. Cư xử rất đúng mực, trưởng thành nên được nhiều người thích, tuy nhiên hết sức cẩn trọng trong chuyện tình cảm, nên không bao giờ lấy điều đó làm tự hào hay đem đi khoe khoang. Có nhiều ấm ức, nhưng hay âm thầm chịu đựng, chứ không bô bô ra. Làm việc, có trách nhiệm, không phải việc của mình cũng có ý thức bao quát và giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ chung, tuyệt đối không có kiểu chỉ tay 5 ngón. Có thể đã từng hướng ngoại, thích giao lưu kết bạn, nhưng sau đó thấy nhân sinh quan của người ta quá khác những gì mình được dạy bảo, tự mình trở thành đứa khó tính. Chỉ tranh luận vì công việc chung, chứ chưa bao giờ có nhu cầu thể hiện là mình đúng. Ăn uống, rất nhìn trước nhìn sau, không nhồm nhoàm, không ăn miếng cuối, ăn xong hay tranh rửa bát dù trong lòng không muốn lắm đâu. Có thói quen mời trước khi ăn, vì lịch sự và vì không quen ăn một mình trước mặt người khác. Đi ăn chung hay là người lật thịt, thả rau, gắp đồ cho mọi người. Nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Giúp đỡ người khác vì bản thân muốn thế và bố mẹ dạy mình thế, chứ chưa từng có suy nghĩ rằng tao giúp mày hôm nay, sau này mày buộc phải giúp lại tao. Nhìn thấy người ta phát triển thì mừng cho họ, không thấy người sang bắt quàng làm họ, không ghen tị. Biểu cảm, vạn cái như một, hay cười, ít khi thấy tức giận hay quạo, tuyệt đối không bao giờ bĩu môi, lườm nguýt, trừ khi đùa nhau. Có vấn đề về lòng tin, không tin bất kỳ ai nên drama thì cũng sẽ tham gia nhưng không nhiệt tình lắm. Thà mất tiền, chứ không muốn cãi cự đôi co nhiều, có rất nhiều chuyện xùy xùy cho qua nhanh nhanh rồi về nhà ngủ. Đã từng gặp thất bại rất nhiều lần, nhưng tính cách vốn không thích kể lể nên hầu như chẳng ai biết. Không nói quá nhiều về kinh nghiệm của mình, luôn tự nhủ, mình chẳng là ai cả. Làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng, vì từ bé đã bị rèn như thế. Dù đầy đủ hay thiếu thốn, vẫn mang một nỗi sợ cố hữu, đó là sợ bị vay tiền. Tuy nhiên, ai hỏi mượn thì vẫn giúp người ta nếu có. Nói năng uốn lưỡi 7 lần, viết status, xóa đi xóa lại, dần dần mới ngộ ra, không nói, không bao giờ sinh chuyện, mà nói, ắt gặp chuyện, trăm họa từ cái miệng mà ra. Khi được hỏi ý kiến, thường đi theo ý kiến số đông, dù có thể lòng thực sự nghĩ khác. Khi buồn, hay nghĩ vẩn vơ rằng, nếu một ngày mình không còn nữa, thì những người đối xử tệ với mình sẽ như thế nào, sau ngộ ra, sẽ chẳng có chuyện gì cả, nên thôi tiếp tục cố gắng. Không thấy nói xấu người yêu cũ, dù rằng có thể là khi cà khịa, sẽ viết story chỉnh cho một mình nó xem thôi. Những câu nói hay, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển bản thân, các bạn nên xem nhé! Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích. Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười. Thời gian, một đi là không trở lại, không ai có thể tắm 2 lần trên dòng sông cuộc đời. Không có áp lực thì không có động lực. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai, đó là cuộc sống. Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây, chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ. Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn một cái. Làm việc là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào bạn cũng không được phép trở thành nô lệ cho công việc. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Đã là ước mơ thì sẽ không có thực và ảo, cũng như Lỗ Tấn từng nói, trên đời này vốn làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi thì thành đường thôi. Ngày hôm nay, nếu bạn lãng phí, đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao. Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, chúng ta cũng vậy. Mẹ mình dạy rằng chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Cuộc sống sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không hiểu thấu 15 lời khuyên này. Ai cũng sẽ già đi, dù bạn không muốn điều đó, hãy chấp nhận sự thay đổi của bản thân, nhưng phải nhớ, luôn là chính mình. Học cách suy nghĩ tích cực và luôn hướng về những điều tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Nhất định phải có sở thích riêng và hết mình tận hưởng chúng. Đừng lo lắng mình sẽ già đi, hãy sợ hãi về một ngày mình trở nên nhàm chán. Không bao giờ ngừng tìm kiếm những nguồn cảm hứng ở xung quanh. Cuộc sống luôn bao gồm những điều đơn giản, nhưng lại là việc khó khăn. Hãy đọc sách, học hỏi và dịch chuyển không ngừng. Bỏ thói quen phức tạp hóa mọi chuyện ngay từ bây giờ đi. Không một ai được phép bỏ mặc gia đình mình. Yêu thật tha thiết và chân thành. Nhớ chụp thật nhiều ảnh, một vài người có thể sẽ bỏ đi, nhưng hình ảnh của họ sẽ còn lại mãi. Đừng kết bạn với nhầm người. Ngừng lãng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi. Không được đối xử tệ hại với bản thân, dù là trong suy nghĩ. Cuộc đời không phải buổi tổng duyệt, nó là một buổi công chiếu. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu. Mọi người đều bận rộn, không có mấy người rảnh rỗi quan tâm tới những việc bạn làm. Chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn. Đừng phí hoài trí lực, chú ý tới thái độ của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn. Thực tế thì chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến bạn đâu.